Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ mở hộp cho các bạn xem cái thẻ nhớ Samsung EvoBlue. Đây là thẻ nhớ micro SD XC. Thẻ nhớ này rất là phù hợp cho các bạn dùng để quay phim 4K. Hàng này tôi mua hàng sách tay với giá là 850.000. Mặt sau, đây là mặt sau lưng của sản phẩm. Nó ghi rõ là cái adapter được sản xuất ở Trung Quốc và cái thẻ nhớ thì được sản xuất ở Philippines. Các bạn có thể mua hàng chính hãng với giá khoảng chừng 1 triệu 1 đến 1 triệu 2. Ở trên bao bì thì tốc độ đọc của nhà phân phối người ta ghi là 100m và tốc độ ghi là 90m. Sản phẩm đã được gạch một đường ở dưới là do người ta rạch ra để người ta dán cái tem bảo hành các bạn. Tất cả hàng chính hãng, hàng sách tay thì người ta đều rạch cái sản phẩm ra để người ta dán tem bảo hành cho các bạn. Sản phẩm có kèm theo một cái adapter này để các bạn biến cái thẻ nhớ micro SD thành thẻ nhớ SD. Đa số máy ảnh với máy quay phim đều dùng cái thẻ nhớ SD, do đó các bạn sẽ cần dùng cái adapter này để gắn vào. Phía sau là các bạn sẽ thấy sẽ là cái tem bảo hành. Đây là tem bảo hành của cái cửa hàng bán nhé, bởi vì hàng sạch tay người ta cũng bảo hành ở cửa hàng. Sản phẩm có màu đỏ trông rất là đẹp mắt. Các bạn có thể gắn vào, sau đó các bạn dùng cái adapter này như một cái thẻ nhớ SD để các bạn quay phim. Thẻ này rất là hữu dụng để các bạn quay phim 4K hoặc quay phim HD với dung lượng 128GB. Như các bạn nhìn thấy, nó có một cái màu đỏ rất là đẹp. Thẻ nhớ này rất là phù hợp với tất cả các sản phẩm điện tử như là điện thoại di động. Các bạn có thể gắn vào điện thoại di động các bạn xài. Đây là cái adapter để chuyển qua thẻ nhớ micro SD. Mặt sau của sản phẩm nó ghi rõ là Made in China, tức là cái adapter thì sản xuất một nơi và cái thẻ nhớ nó sản xuất một nơi.